Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Đắk Đoa năm 2023 do Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức vào ngày 22 và 23 tháng 4 tại công viên Đồi Thông, thị trấn Đắk Đoa là dịp để văn hóa của cộng đồng các dân tộc được hội tụ, tôn vinh, bảo tồn và phát huy. Ngày hội đã thu hút gần 700 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 15 xã thị trấn tham gia với nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn cồng chiêng, thi dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, tạc tượng, đan lát, thi giã gạo chày đôi, chế biến ẩm thực truyền thống. Tại ngày hội, các nghệ nhân đã sống trọn trong không gian văn hóa của dân tộc, thêm niềm tự hào để tiếp tục nuôi dưỡng và giữ gìn bản sắc. Như ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất vui mừng, tại vì huyện mình đã tổ chức lễ. Như theo mình, theo các đoàn xã tộc mình, đánh chiêng như sang ngày hôm nay thì đánh như là có mưa. Rồi là chúng tôi cũng rất vui mừng. Rồi là từ nay trở đi, chúng tôi phải truyền đạt lại cho con cháu theo cái bản sắc dân tộc của mình. Năm nay, ngày hội có thêm nội dung thi giã gạo chày đôi để thử thách sự dẻo dai và khéo léo của người phụ nữ. Ban tổ chức chuẩn bị cho mỗi đội 5kg lúa, chấm điểm dựa trên các tiêu chí như giã gạo trong thời gian nhanh nhất, hạt gạo giã xong phải sạch, đẹp và không bị nát. Tham gia ngày hội hôm nay, tôi rất là vui được tham gia, được gặp gỡ với nhiều bạn, được học hỏi. Và đến với hôm nay, được mua xoang, dệt thổ cẩm. Đặc biệt năm nay, ban tổ chức đã đưa vào giã gạo truyền thống, đưa vào cuộc thi. Tôi cảm thấy rất là vui ạ. Đến với ngày hội, không chỉ các nghệ nhân mà người dân và du khách cũng được hòa mình trong không gian lễ hội với tiếng cồng chiêng rộn rã ngân vang. Tôi cũng thấy là đoàn được sau này, cái điều đầu tiên là thấy choáng ngợp một cái phong cảnh đẹp. Con người thì hết sức là duyên dáng hữu tình. Đấy, tình cảm giữa người với người rất là tự nhiên. Nó phát huy được cái bản sắc dân tộc mà hồi xưa chúng tôi đã học, bây giờ cũng là trực tiếp thấy. Như thế là rất là quý, rất là chân thực. Và đúng là cao nguyên quá đẹp. Một cái hiếm được có một cái lễ hội như thế này. Đồng bào đã thể hiện được hết cái bản sắc dân tộc của mình. Một cái vốn rất là quý. Và từ xa xưa truyền lại, bây giờ vẫn giữ gìn được như thế. Thật là đáng tự hào. Và thực ra là chúng tôi thấy hết sức là hạnh phúc. Và cũng là vinh dự và may mắn là giữ được giúp cái bọn lễ hội. Ngày hội là hoạt động thường niên của huyện nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn, đồng thời góp phần bảo tồn, khôi phục và phát triển các hoạt động văn hóa thể thao truyền thống, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Đây cũng là dịp quảng bá thiên nhiên văn hóa con người của vùng đất Đắk Đoa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khám phá của du khách. Trên địa bàn huyện hiện nay đang triển khai 3 chương trình mục tiêu. Trong 3 chương trình mục tiêu này có một hợp phần là phát huy cái giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, đặc biệt là cái chương trình các kinh tế xã hội các vùng đồng bào tộc thiểu số. Thì trong quá trình chỉ đạo thực hiện thì chúng tôi luôn quan tâm bổ dành một phần kinh phí để đào tạo và trang bị những dụng cụ truyền thống để cho các cháu qua các thế hệ được tiếp thu và được giữ gìn và được tập luyện để có cơ hội là sử dụng trong tương lai. Qua đây thì cũng nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó và sự phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp, và mục đích để giáo dục các thế hệ về truyền thống yêu nước và các giá trị văn hóa lâu đời, và các học sẽ không có sự mai một.